Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ luộc trứng để dầm mắm ăn với rau luộc nha các bạn. Thành phần nguyên liệu của mình rất là đơn giản thôi. Cái này là mình chỉ có 6 cái quả trứng này các bạn. Làm sao luộc trứng cho ngon các bạn? Mình sẽ luộc trứng lòng đào. Sau đó chúng ta sẽ dầm mắm chấm rau luộc rất là ngon đấy các bạn. Để luộc trứng ngon mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Tác dụng của muối sẽ làm cho trứng của chúng ta nó sẽ không bị bơ các bạn, và nó sẽ thấm vào trứng của chúng ta rất là ngon. Các bạn nhớ một nguyên tắc, để luộc trứng ngon thì các bạn phải luộc trứng từ nước sôi. Nước đã sôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho trứng vào. Các bạn lưu ý, đưa cái trứng lòng đào thì chúng ta sẽ luộc trứng trong vòng 7 phút nha các bạn. Mình luộc trứng đã được 7 phút rồi các bạn, bây giờ mình tắt bếp. Để trứng dễ lột hơn thì đây mình chuẩn bị một cái thau nước này các bạn. Các bạn nhìn trứng mình luộc nó không bị bơ ấy này các bạn. Tiếp theo mình sẽ lột vỏ trứng vịt các bạn. Đó. Trứng vịt bây giờ còn ấm ấm này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đập hai cái trứng vào nhau như thế này này các bạn. Mình đập như thế này chút xíu nữa là chúng ta sẽ lột nó sẽ dễ hơn. Đó các bạn, đó chúng ta bóp nó mềm mềm này các bạn. Rất là ngon. Các bạn nhìn các cái trứng đều rất là ngon. Thôi các bạn nhìn này. Thôi. Trứng vẫn còn là lòng đào rất là ngon này các bạn. Đó, sau khi trứng mình lột rồi các bạn, đó các bạn nhìn trứng nó rất là đều, rất là ngon này các bạn. Trứng như thế này chúng ta sẽ dầm mắm và ăn rau luộc rất là ngon. Các bạn nhìn, thứ nhất, vậy thì bí quyết để chúng ta luộc trứng là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ cho 1 muỗng cà phê muối.
để cho trứng của chúng ta khi luộc nó sẽ không bị vỡ các bạn. Và thứ hai là sau khi chúng ta luộc xong thì chúng ta sẽ cho vào thau nước lạnh các bạn. Rồi chúng ta sẽ ngâm trong vòng 5 phút. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu luộc trứng. Và khi chúng ta luộc trứng thì chúng ta sẽ đập các cái trứng vào nhau để cho các cái phần vỏ của trứng nó vỡ ra. Rồi sau đó chúng ta luộc thì nó sẽ không có bị bể trứng các bạn. Đó các bạn, nhìn trứng rất là ngon đúng không? Các bạn nào có các cái bí quyết khác thì các bạn chia sẻ. Còn đây là bí quyết của mình để luộc trứng trứng nào cũng đẹp các bạn. Rồi clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.